xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của NTN RTN. Ok, đi vào lấy xe đã. Hôm nay là trời rất là nắng và tôi phải thực hiện một cái thử thách là 24 giờ ở trên xe ô tô của tôi đấy. Đây là một cái thử thách mà rất là nhiều bạn bảo tôi là hãy thực hiện nó đi. Tức là sẽ phải ở trên xe 24 giờ. Ok, đây là cái chỗ để xe của tôi. Nhà tôi ở bên kia. Còn đây là cái chỗ mà tôi để xe ô tô của tôi. Đấy. Ngày hôm nay tôi sẽ thực hiện cái thử thách mà các bạn đã tạo thử thách cho tôi. Tức là tôi sẽ vào trong ô tô này thực hiện thử thách ở trong đây 24 giờ không ra bên ngoài nhé. Ok. Đấy. Rồi. Ok, vào xe thôi. Thực hiện cái thử thách là 24 giờ sinh tồn trên xe. Ok. Có đầy đủ thức ăn và nước uống rồi. Bây giờ cứ lên xe rồi tí nữa tôi sẽ giới thiệu sau, chứ bây giờ đứng ở ngoài rất là nóng. Thì hôm nay đi là tôi cầm theo cả flycam rồi là đầy đủ máy quay để có thể quay cho các bạn xem. Ok, flycam thì chắc là để ở dưới ghế sau đi. Rồi. Rồi là tí nữa tôi sẽ giới thiệu sau nhé. Ui ôi, ăn hỏng quá. Tôi nghĩ là không nên đội mũ, cho mũ ra sau đi. Đây, thằng Huy nó sẽ đi cùng tôi, nó quay cho tôi. Đấy, mở ra cho cái ba lô vào trong ghế sau này. Đấy, cho ba lô với lại máy quay vào đấy. Ba lô thì có mấy chai nước với lại bánh mì thôi. Rồi ok, đóng cửa lại. Vào xe đi. Cửa này cửa hít nên là đóng rất là nhẹ nhàng, không cần phải mạnh. Ok, rồi. Cầm theo cả điện thoại để nghe nhạc. Bây giờ đang là sáng nha các bạn. Và tôi sẽ phải thực hiện thử thách 24 giờ trên con xe Mercedes-Benz E350 AMG của NTN. Không phải khoe xe nha, ok. Thật sự là tôi không thích quay nhiều như này đâu. Nhưng mà đây là một cái thử thách mà nhiều bạn đang bảo tôi. Đấy. Bật xe cái là nó tự động phát nhạc luôn. Rồi. Mới đầu thì bật xe lên thì điều hòa sẽ rất là to, bởi vì nó sẽ làm cho không khí trong xe nó mát. Nên các bạn nghe sẽ ù. Đấy, ok. Rồi. Thì đây là một cái thử thách mà rất là nhiều bạn đã thách thức tôi. Tức là phải sống sót, nói chung là sống trên xe thoải mái luôn, thật sự luôn, nó không phải trên đảo hoang. Đồ ăn cầm theo, ăn thoải mái, nói chung là thử sức mình ngồi trên xe 24 giờ. Nhưng mà không, tôi không ngồi ở đây nhé, ok. Tôi sẽ lái xe đi vòng quanh thị trấn, lên Thái Bình, lên Hà Nội, nói chung là đi đến những cái nơi nào tôi thích. Và tôi sẽ ở nguyên trong xe này 24 giờ. Đó, ok, ở nguyên trong xe là 24 giờ và tôi sẽ không bước ra khỏi xe. Mua cái gì hoặc là ăn cái gì đều ở trên xe hết. Hai thằng sẽ ở trên đây 24 giờ, ok. Đấy, thì là thực hiện một cái thử thách mà phải gọi như là, nói chung là cũng có một tí sướng, cũng có một tí khổ, đó chính là sẽ phải ngồi lì trên đây. Đấy. Cốp đằng sau có thể mở được thì đêm ấy rảnh rảnh xuống ghế sau ngủ hoặc là chu trong cốp ngủ. Đấy, nó hơi tốn xăng tí thôi. Bây giờ thì là phải cài dây an toàn vào. Trước khi mà thực hiện cái thử thách này thì tôi cũng chia sẻ luôn để cho các bạn có thể hiểu được, ok, để các bạn đỡ hiểu lầm. Tức nghĩa là cái thử thách là thử thách 24 giờ ở trên con xe của tôi, ok. Thì là tôi với thằng Uy, hai thằng sẽ thử thách 24 giờ ở trên đây, không bước chân ra khỏi ghế, không ra ngoài và chỉ ngồi trên đây 24 giờ thôi. Đó, ăn uống rồi là vệ sinh ở đấy, vệ sinh mới là cái vấn đề mà rất là nan giải, không sao. Đó lý do mà tại sao tôi cầm đi rất là nhiều nước. Những cái chai nước có thể dùng để vệ sinh vào đấy. Còn thật sự để mà nói thì nếu mà muốn ị thì hơi căng đây. Không biết là đi ị như nào đây, nhưng mà hy vọng là từ giờ sáng mai sẽ không muốn ị đấy. Chúng tôi sẽ không phải là ngồi nguyên trong nhà nổ máy như này, bởi vì ngồi đây mà nổ máy như này nó rất là tù. Đây là tôi sẽ đánh xe đi lòng vòng quanh Tiền Hải, rồi đi đến những cái nơi mà tôi thích trong vòng 24 giờ. Đó, thì để cho bạn có thể hiểu rõ hơn. Ok, bây giờ thì là let's go đi thôi. Huy, cả dây an toàn vào anh lên. Ông đi công an họ mắt. Đấy, cả dây an toàn vào. Rồi, ok. Hôm nay ở Tiền Hải rất là nắng. Thử thách 24 giờ trên xe. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xuống biển trước đi. Bây giờ tôi sẽ đi xuống biển, xuống Đồng Châu, xuống đấy chơi, ngồi trong xe ngắm cảnh. Chứ thật sự để mà nói thì nếu mà thử thách này ấy mà ngồi nguyên ở trong xe, mà ngồi trong nhà thật sự luôn, nổ mà gọi như là hết xăng luôn. Nên là bắt buộc phải đi, xong rồi tí nữa hết xăng thì đi đổ xăng. Tôi sẽ quay ngã ba Ông Tượng cho các bạn xem đây. Đấy. Đây là ngã ba Ông Tượng quê hương Tiền Hải thôi. Đấy, ok, bây giờ đi tiếp. Cứ đi mỗi nơi một tí xong rồi là quay cho các bạn xem.
Tôi định bay flycam ở đây nhưng mà thôi tí nữa về bay sau, bây giờ xuống biển đã, không là trời tối. Dừa, quả dừa. Ôi quả dừa, quả dừa, quả dừa. Thằng nào bố láo vứt dừa ở đây. Tí nữa thì ăn. Thật sự luôn. Ôi giời ơi, bác ơi. Ôi giời ơi, khổ. Các bác qua đường như một vị thần. Các bạn thấy không, ra đường thật sự để mà nói là rất là nguy hiểm. Lái xe mà không vững tay lái, mà không chuyên nghiệp như anti-hand thì phải gọi như là có khả năng rất là cao là đâm phải người khác. Đấy, thằng nào đó, thằng nào thật sự luôn nhá, thằng nào tiền Hải Thái Bình đấy, uống dừa vứt ra ngoài đường nhá, bố láo, mất dậy. Xe tôi gầm thấp, đi là đâm là lớn ngứa là bay quả dừa. Thằng môn đấy, ý thức của chúng nó rất là kém. Ăn uống xong ra đường, vứt ra đường như vậy. Đấy, thằng nào ăn quả dừa mà vứt ra cái chỗ mà đối diện là trường Tây ấy, làm sao có ý thức tí nhá, ok. Cho Hạnh kèm yếu. I'm rich. Coming from my body rich. Spelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich. I'm rich. Coming from my body rich. Spelling like Versace rich. Dizzy and Beyonce rich. I'm rich. Đồng Châu. Ra biển chơi tí. Đi bên kia bên này không đi được. Bên này không đi được á? Ừ. Sao không đi được? Nó đang làm đường. Bên này đang làm đường à? Ở bên kia đi được. Núi đằng sau đi được, sang bên trái. Đi nhập đường các bạn. Đây biển này, quay cho bạn xem biển này. Biển chơi tí, hóng mát tí, nhưng mà vẫn không được xuống. Bình thường là xuống đây là sẽ đi xuống trà đá ngồi, nhưng mà bây giờ là xuống đây là đứng ở đây với đâu. Đấy, ngoài kia chói hết. Bây giờ rảnh tôi sẽ lôi flycam và tôi bay một vòng cho bạn xem biển của tôi nó có cái gì nhá. Ngồi trong xe thả flycam lên luôn. Thật ra thì ngồi trên xe như này ấy, thì nó không có việc gì để mà làm cả. Chủ yếu là thực hiện thử thách cũng như là quay video cho các bạn xem thôi, chứ không có cái gì cả. Bây giờ tôi sẽ dùng con flycam này tôi bay lên. Đấy, bay lên bên trên quay cho các bạn xem nhé. Bây giờ phải mở cửa sổ trời ra. Rồi. Ok. Tiếp theo khởi động cái này. Ok rồi. Ok, cho flycam lên đi. Đấy, giơ cam vậy nha. Rồi bắt đầu chuẩn bị cho nó bay này. Khi nào quả thả đi. I'm rich. Kiếm một cái địa điểm khác. Bây giờ là chiều rồi, giờ là 5 giờ chiều, tôi thấy nó đói. À, ở kia có
Bánh mì kìa. Cô ơi, làm cho hai bánh mì. Ít à? Bánh mì thịt xúc xích trứng. Thịt xúc xích trứng, hai cái. Ok, bây giờ đang đỗ ở đây để mua bánh mì. Lấy tiền cái, để tí nữa giả bánh mì. Tí nữa giả bánh mì. Giờ ngồi đây là đợi bánh mì để ăn. Khổ, 24 giờ trên xe. Đây, tiền thừa, bánh mì đâu? Tôi vừa kiếm được một cái địa điểm để ăn bánh mì, đó quá. Chắc là phải tắt xe đi. Rồi, mở cửa sổ ra. Cho nó đỡ hơi mùi các bạn, chứ không là rất là hơi. Đúng rồi. Ngon vã. Đây là bà. Con không ra được đâu. Này, tôi đến trước cổng nhà bà tôi ăn bánh mì. Con không ra được đâu. Con đang quay thử thách. Không ra được khỏi xe. Bán bánh mì không? Không. Đi đong gạo về sao? Vâng. Đây giờ ngồi đây ăn không được ra đây bà tôi này. Đấy. Con không ra khỏi xe đâu. Không ra thôi. Vâng. Bà ăn cơm chưa? Bà vừa đi đong gạo này. Vâng. Thôi bà vào nhà chơi cho mát. Ra đây làm gì cho nắng. Con ăn xong con đi giờ ấy. Đi giờ đi đâu? Đi lượn linh tinh. Lấy hai chai nước lại uống nước vừa ăn xong các bạn. Bây giờ chào bà rồi đi. Bà ơi, thôi con đi đây. Vâng, bà về nhá. Thôi, chào bà cái rồi đi, uống nước cái đã. Khát nước quá. Bây giờ là 5 rưỡi chiều. Xăng còn 55%. Tức là đi được khoảng tầm 100 cây nữa, tầm đấy. Ok, bây giờ là lại đi lượn linh tinh. Đêm nay không biết ngủ như nào đây. Thật sự đêm nay tôi ngủ tôi rất là sợ bị mất hai cái gương này. Chắc là sẽ phải một thằng ngủ, một thằng trực. Giờ trộm nó bẻ mất hai cái gương là mất mấy trăm triệu ấy. Một cái gương là 150 triệu. Tôi lại vừa đến một cái cung đường hay quay video đây. Và bây giờ thật sự để mà nói bây giờ nó có 5 rưỡi thôi. Ăn thì ăn rồi, chả biết làm cái gì. Bình thường giờ này tôi đang đi tập gym ở nhà chơi máy tính. Nhưng mà bây giờ là không tập gym nữa thì lại ngồi đây. Thử thách 24 giờ thấy khổ không? Khổ lắm, chả có gì sướng cả đâu. Ôi dồi ôi, lại lên flycam ra bay tiếp. Ok, lần này tôi sẽ không thả ra ngoài cửa sổ trời nữa mà tôi sẽ cho nó luôn ra ngoài. Tức là tôi sẽ không ra khỏi xe, ok. Tôi vẫn ngồi trên xe. Tôi chỉ mở cửa ra thôi. Ngồi trên xe. Cho cửa lại cam ra. Đây, cho nó ra đây. Rồi, bây giờ đóng cửa lại. Bây giờ điều khiển. Hy vọng nó sẽ bay lên được. Diamonds on my body, rich. Smelling like Versace, rich. Jizzy and Beyonce, rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body, rich. Smelling like Versace, rich. Jizzy and Beyonce, rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Ok, tôi vừa thực hiện xong một cái cảnh quay 500m, quay cho các bạn xem cả huyện Tiền Hải thôi như nào. Bây giờ lại cất flycam trong túi.
Rồi là xem đi đâu bây giờ đây. Bây giờ là 6 giờ chiều rồi mà trời vẫn đang sáng. Đấy, cất flycam vào. Từ nãy giờ là không được ra ngoài đấy, phải dùng flycam để quay bên ngoài cho các bạn xem. Không thể ra được ngoài quay máy quay thì là phải dùng flycam. Đấy, nghĩ là cái đấy. In the beginning, there was time. Đang đi thì là gặp một cái trục trặc, nói chung là nó rất là khốn nạn, thật thề luôn. Xe vừa mới mua xong đây các bạn nhìn này. Đây này. Tôi đi tôi rẽ ở đây thế là bị cái cây nó đâm nó thủng cửa sổ trời. Đây thủng luôn cửa sổ trời này đây. Mẹ. Bây giờ đang ngồi đây đợi gọi bảo hiểm đến. Trời sắp tối nơi rồi mà không biết gọi được bảo hiểm đến không. Đang đi thì là đen quá. Đây này, cho các bạn xem này, đây này. Đi ngu quá để đâm. Đây, đây cây đâm nó thủng luôn này. Mẹ. Ok, hôm nay hơi đen tí. Nói chung là thực hiện thử này là hơi cực kỳ đen luôn. Ok. Thằng Huy ngủ rồi à? Ngủ rồi. Ok, giờ là ngồi đây. Mẹ. Đang mở cái cửa sổ trời xong bắt đầu là đi không để ý nó đâm bố vào đây. Hẹn quá. Trời tối nơi rồi. Hai thằng vẫn đang ngồi trong xe nóng quá. Đây, tự nhiên là có cái cẩy đây. Đâm thủng cửa sổ trời, bây giờ đang ngồi đây đợi bảo hiểm đến để người ta xem xét hiện trường rồi là xử lý. Rất là đen. Bây giờ mới 7 rưỡi các bạn, không biết bao giờ mới hết đêm này. Xe còn 50% xăng, đi từ nãy giờ hết rất là nhiều xăng rồi. Chắc là tí phải đi đổ xăng thôi. Không, tôi nghĩ là bây giờ phải đi đổ xăng thật. Cái cửa gió này thì là theo tôi được biết là nếu mà thay mới là nó mất khoảng tầm 8 triệu. Rách mỗi một tí thôi nhưng mà phải thay cả cụm mất 8 triệu. May sao mà có bảo hiểm nên không thì vỡ mồm. Trước khi đi đổ xăng thì là đi mua trà sữa uống cái. Ở đây mua trà sữa. Nhưng mà bây giờ không được xuống xe, bây giờ phải gọi. Cô ơi, bán cháu cốc trà sữa cô ơi. Ngoài đâu? Với lại ba quyền vào đâu? Nay đâm vào gốc cây. Đâu, rách cái gì? Rách trên đây cơ. Đây, mua trà sữa. Rách trên nóc cẩy á. Vâng, 8 triệu. Có bảo hiểm nó chả lo. Đây, rách đây. Có bảo hiểm nó không lo. Đây, nhìn này, đây, nhìn thấy cái lỗ chưa? Không, lên đấy chờ tí rồi. Đây, rách một lỗ này. Nó phải thay hết cả cái mảng này. Đây, là 8 triệu nhưng mà mình đi bảo hiểm chỉ mất 500 nghìn thôi. Đây các bạn nhìn nhá. Quay rõ cho các bạn xem này, đấy, rách như này. Ê, cho thằng Thành đi, thằng Thành dạo này béo lắm rồi. Mở cửa ra. Rất là nhiều đồ thế. Đấy, sao rồi, nhẹ nhàng phết nhỉ. À, ngon quá. Cái gì đây, uống của ai đấy? Mùa sau sướng không cu. Tò Văn Thành. Đấy, Tò Văn Thành hôm nay theo đi cùng. Rồi cho đi thử nha, xem phê không nha. Sướng không Thành? Chưa sướng đúng không? À tí nữa thì đi đến một cái đoạn đường tối thì tôi sẽ test cho các bạn một cái chức năng mà tôi quên không review ở cái tập trước, ở cái phần review xe, đó là chức năng về cái đèn. Vẫn có một chức năng nữa nhìn rất là thú vị luôn, hôm nay tôi sẽ quay cho các bạn xem. Nhưng mà phải đến đoạn đường tối, bây giờ đi đổ xăng đã. Bác ơi, đổ cháu đầy bình thôi. Tôi sẽ quay cho các bạn xem được biết bao nhiêu tiền nhé. Đổ đầy bình rồi, 30
100.000. Đổ xăng ô tô nó kinh khủng lắm. 130.000, 40.000 rồi. Cái này chắc chắn phải rơi khoảng tầm 500-600.000. Khẳng định các bạn luôn. Bởi hồi trước tôi đổ full bình nó rơi khoảng tầm 1 triệu. Phải rơi tầm 500-600.000. 600 rồi. Úi dồi ôi, lần thứ 700. 90% rồi. 100%. Rồi, quy xe ra nào. 100% xăng là bao nhiêu tiền đây? 750.000. Mấy tiền? Ở đây nha các bạn nhìn nha, 100% xăng thoải mái dùng từ giờ đến sáng mai. Let's go. Cho lên Thái Bình chơi. Ok, bây giờ thì tôi sẽ trình diễn đèn cho các bạn xem. Các bạn nhìn nhé, bây giờ tôi không pha. Thì khi mà tôi bật pha lên ấy thì là nó sẽ tóe đèn sang hai bên, nhìn rất là đẹp. Để tôi bật này. Đó, chất chưa. Đó, nó mở ra. Tức là phải di chuyển trên 40 cây thì nó mới mở đèn ra. Tắt như này. Đấy, thấy chưa? Rất là đẹp đúng không các bạn? Ngoài đường rất là sặc sỡ, trong xe cũng rất là rực rỡ. Một cái trò đó chính là sẽ đi ra nghĩa địa, quay nghĩa địa ban đêm rồi là nghe chuyện ma ở đấy một tí. Đúng thật, thề luôn, ra nghĩa địa mà ngồi trong xe bật chuyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn nghe thì phải gọi khỏi phải bàn luôn. Nhắm mắt lại, khuôn mặt xanh xao của ông với hàm răng trắng nhợt lại hiện ra rõ mồn một như đang đứng ngay trước mặt Văn. Hồi nhỏ nàng nghe người lớn bảo muốn kẻ chết vào giờ linh. Thôi không nghe nữa. Ok, nghe kinh là tôi đi về. Về đêm hôm ra nghĩa địa nghe chuyện ma kinh lắm. Điên dựng cái xe ở giữa đường này. Này, xe để giữa đường như đường nhà mình vậy.
Đang đi gần về đến huyện rồi, tôi lại mới phát hiện ra một cái mới, thì tôi review cho các bạn xem luôn đấy nhá. Ở đây nó có một cái nút này, đây này, ấn vào đây này, các bạn nhìn trên đây nhá, nó hiển thị lên cái gì. Định để xe ngoài đường nhưng mà thôi các bạn, có nhà để xe cho xe ở đây cho tiện, tự nhiên vứt ngoài đường làm gì. Đêm lại thao thức không ngủ được chết. Ok, vào đây xong đóng cửa lại, tôi vẫn giữ nguyên máy nổ. Thật ra thì có rất là nhiều trường hợp tử vong trong xe khi mà tắt máy đi, nên là bắt buộc là vẫn phải để máy nổ từ giờ đến sáng mai. Bây giờ là xăng còn 95% cơ. Bây giờ là 0:16. Ok, bây giờ là 12 giờ rồi, có lẽ là tôi với thằng Huy sẽ đi ngủ. Huy à, anh có một cái ý kiến này rất là hay, chú rút vào cốp chú ngủ đi. Rút vào cốp thử rút vào được không? Không, nếu mà rút vào được thì anh vào cốp anh ngủ. Chú đâu, ra ghế chú nằm, tôi sẽ vào cốp tôi ngủ, cho thằng này ra ghế nằm. Anh vừa bấm nút đấy, mở ghế ra, gập nó xuống đấy, gập xuống. Ok rồi đấy, rút vào trong cốp, rút vào trong cốp mà ngủ. Thử rút vào xem được không? Đấy, lúc đấy nằm vậy có phải thích không? Xoải chân ra, ngửa người lên. Phải á? Ừ đấy, nằm vậy ngủ thích không? Thích không? Được. Thế chú nằm đấy nhá. Được không? Được. Đấy, nằm đấy ngủ thích thế hơn gì nữa. Đấy, tôi vừa mở cái cốp để cho nó vào nằm. Đấy, nằm đấy ngủ thích không? Sướng không? Mấy chỗ anh cái? Không. Đi ra, chú không nằm cốp đây, đi lượn ra ngoài. Không. Đấy, các bạn thấy không? Cái thể loại trẻ trâu nó bảo nó không thích nằm cốp. Cuối cùng là bây giờ là nó rút vào cốt nó nằm. Sướng vai. Sướng à. Thôi. Nóng lắm. À, thật sự là bật xe từ giờ sáng mai thì rất là xót xe mà thôi, kệ cố gắng đi. À, phê. Tắt điện đi ngủ à? Ờ, tắt điện đi ngủ. Đỡ tốn xăng. Ok, ngủ rồi. À, từ từ á. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé. Bây giờ phải đi ngủ chứ thật sự là lòng vòng cả chiều nay thấy rất là mệt. Thật sự rất là mệt luôn. Nhưng mà thôi, tôi sẽ cố gắng hoàn thành thử thách này vào sáng ngày mai. Bây giờ có cái chỗ ngủ phê như này rồi, tại sao không ngủ. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon nhé, ok. Tắt đèn đi ngủ. Sáng rồi các bạn ơi, 8:32 sáng. Ui, sau một đêm ngủ cảm thấy là mỏi hết cả người à, sự luôn. Đây, nó nằm này nó ngủ, nằm trong cốp ngủ sướng vãi. Tôi phải nằm ghế này đây. Cái ghế này nó chỉ nằm ngả được một tí thôi. Ông nằm ông ngủ từ hôm qua sướng. Ok, sáng rồi. Sáng nay tôi sẽ dậy làm một vòng lên Thái Bình, long dong một tí ăn sáng, rồi là cố gắng đến chiều sẽ kết thúc được cái thử thách này. Ok, tôi sẽ mở cửa lên. Rồi, bây giờ đánh xe ra khỏi gara. Dậy sáng rồi, ra khỏi cốp đi. Nhanh lên, ra khỏi cốp đi, thấy bên sáng rồi. Đi lên Thái Bình, anh em sắp mưa rồi. Đấy, chui ra ngoài đi. Đi lên. Sáng rồi, ngủ vậy thôi, chú ngủ sướng hơn cả anh đấy, anh ngủ không ngủ được. Ra đây.
em bấm xuống mà. Ok, bây giờ thì lên Thái Bình. Lại đi khoảng tầm 20 cây, cả đi cả về là 40 cây. Bây giờ đi kiếm cái gì ăn sáng đã, xong lên trên đấy làm một vòng. Buổi sáng không biết có gì chơi không. Flycam thì hôm qua tôi sạc mỗi 2 cục pin, bay vài cảnh hết sạch pin rồi. Bây giờ quên mất không cầm theo đồ sạc, chứ ở trên xe có thể sạc được Flycam. Trưa rồi, lấy đồ ăn ra ăn. Đói quá. Đây cái bánh mì. Đó, ăn bánh mì. Nước này. Này lấy nước này. Nước. Đó, đây. Đây là bữa trưa rất là giải dự cơ. Ăn bánh mì ngán rồi. Bây giờ ăn trưa xong không biết đi đâu em. Chắc là kiếm chỗ nào để ngủ ý. Ok, có lẽ ăn xong thì ạ. Tôi sẽ kiếm chỗ nào giờ mát đỗ xe rồi là hai thằng ngủ. Luôn là tôi định đi kiếm một cái chỗ nào đấy để ngủ, nhưng mà đường trên này nó đông quá, tấp vào lề sợ công an bắt, bởi vì là đỗ xe trái quy định mà không kiếm được cái chỗ nào để đỗ mà. Thôi đỗ mà không may ngủ thiếp đi mất 2 gương, mất 300 triệu, chết. Thôi tôi nghĩ là sẽ không đỗ đâu cả, đi lòng vòng tiếp đến chiều để cho nó hết 24 giờ đi rồi là về đấy. Chứ thật sự để mà nói thì mất thời gian lắm. Ok, lòng vòng từ nãy đến giờ, bây giờ là 6 giờ rồi các bạn. 6 giờ hơn. Nói chung là từ chiều đến giờ thì chủ yếu là hai thằng đi lượn, không ngủ được thì chỉ đi lượn. Lượn đường thì lái xe giết thời gian, chứ thật sự để mà nói tôi không muốn ngồi một chỗ làm gì cả. Đi lượn rồi nghe nhạc. Không dám xuống xe bởi vì thực hiện thử thách này không thể xuống xe được. Không biết là cái ông nào ông nghĩ là cái thử thách này làm tôi phải làm đấy, ngồi nguyên trên xe đi. Từ hôm qua đến giờ đi chạy cả cái đường huyện Tiền Hải rồi lên cả Thái Bình ấy, may là chưa lên Hà Nội đấy. Chứ tôi mà lên Hà Nội là ngớ ngớ không về đâu. Ok thôi, rồi đấy thì cũng muốn quay để cho các bạn biết được là tôi đã hoàn thành xong cái thử thách 24 giờ. Cảm thấy rất là phê, ngồi trong xe gào như này là không ai nghe thấy gì ấy. Chứ mà thật sự này mà nói mà đi xe máy mà gào như này nó bảo bố thằng này điên. Thế rồi, ok rồi, không linh tinh lên tuyên nữa thì hy vọng tất cả các bạn đã xem clip của tôi, hãy ủng hộ bằng cách là like, subscribe, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh tôi nhé. Bye bye. Bye. Ok.